Lạp xưởng nó mềm ngon mà nó thơm. Nhà ơi, hôm nay Huyền sẽ làm cái chảo đá này, Huyền sẽ nướng lạp xưởng nha cả nhà. Đây, lạp xưởng Huyền sẽ nướng chảo đá nha. Đó, bữa nay Huyền sẽ nướng lạp xưởng bằng chảo đá nha cả nhà. Thì các bạn yêu cầu Huyền á, cô ơi ăn lạp xưởng nướng đá đi cô, thì Huyền không có mua đá về nướng đó cả nhà. Thì Huyền có cái chảo đá này, Huyền sẽ nướng bằng chảo đá nha, thì nó sẽ thay thế bằng đá nha cả nhà. Wow, cái chảo này nè mình ốp ra trứng vịt đó cả nhà, trứng vịt á cũng im lắm, lát Huyền ốp ra trứng vịt luôn ha. Cái chảo này xài im lắm cả nhà, cái chảo này mình nướng thịt cũng được nè, nướng tôm cũng được nè, nướng mực, nói chung là mọi thứ đều nướng, là đều nướng cái chảo này, cái chảo này cũng được nè. Hấp dẫn không cả nhà, quá hấp dẫn. Lạp xưởng nướng chảo đá độc lạ nha cả nhà, chín rồi cả nhà. Ôi thơm, là thơm luôn, thơm nực nồng luôn cả nhà, nhìn ngon quá à. Bây giờ Huyền sẽ ốp ra trứng. Cả nhà ơi, cả nhà, cả nhà, cái chảo đá này nè cả nhà, đó mình ốp ra trứng vịt nó cũng dễ nữa nè cả nhà. Đó, nhà thấy im không, rất là im luôn nha, dễ lắm. Cái này chút nó Huyền sẽ để cơm vô luôn nha, Huyền để cơm lên luôn nha cả nhà. Cơm xong rồi bây giờ Huyền cho cơm á, Huyền lăn cho nó có cái độ giòn giòn cái lớp dưới nha cả nhà. Bây giờ Huyền sẽ bỏ lạp xưởng vô nha, trứng vịt ốp ra hồi nãy nè, cá mòi vô nó nha. Cái này là cá mòi nha cả nhà, cá mòi sốt sốt gà cả nhà. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Trần Ngọc với Huyền nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền là lạp xưởng nướng chảo đá nha cả nhà. Thì khán giả hổng gài yêu cầu Huyền, cô ơi cô ăn lạp xưởng nướng đá đi, thì Huyền không có đá để nướng, thì Huyền sẽ nướng chảo đá nha cả nhà. Thì mình nướng chảo đá mình thay thế với mình cũng giống như mình nướng đá vậy cả nhà, cái chảo này nướng im lắm. Bây giờ Huyền mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha. Hôm nay Huyền nướng lạp xưởng cả nhà bằng cái chảo đá này độc lạ nha, thay thế mình nướng bằng đá nha cả nhà, bằng đá cục á. Huyền không có mua được đá cục về nướng cho nên là Huyền có cái chảo, Huyền sẽ nướng bằng chảo nha. Thì cái chảo này mình cũng ốp la trứng được luôn, rồi mình cũng làm được cái mâm cơm ăn được luôn nha cả nhà. Đây nè, mình thay thế được cái mâm luôn đó nè cả nhà. Huyền để cơm lên Huyền chiên luôn á cả nhà, xưởng hồ lô nướng chảo đá. Huyền mời cả nhà nha. Cái lạp xưởng nó mềm thơm ngon nha cả nhà. Huyền có cá mòi nữa cả nhà, Huyền có trộn cá mòi. Ngon đó nha. Đây Huyền có ốp la nãy hai trứng vịt nè. Bây giờ Huyền mở nhà ăn với Huyền nha. Nó béo ngậy. Cá mòi nè cả nhà. Nó mềm. Lạp xưởng nó mềm ngon lắm đó nhờ. Ấy dứt xá bốc kèm thấy ghê.
cá mòi á cả nhà, xương cũng mềm mềm mà. Cái lạp xưởng nó mềm thơm ngon quá nè. Cái lạp xưởng mà đi nướng á không có cứng nữa nè, mềm ngon quá. Ngon quá. Huyền nãy bớt cơm hơi nhiều cả nhà. Cá mồi ngon. Đó. Lạp xưởng nè cả nhà. Mình nướng nó không có khô, không có cứng gì trơn cả nhà. Mềm ngon cả nhà. Mà nó thơm.
Ngon quá cả nhà. Thì bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Huyền ăn hết chảo cơm rồi luôn, no quá trời luôn cả nhà. Còn dư mấy cục lạp xưởng là lát xuống ăn tiếp. Bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Có yêu thích kênh của Trần Ngọc Nhu Huyền cả nhà đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha. Nhu Huyền xin bye bye.